Đến Triều Tiên, đất nước bí ẩn nhất thế giới. Tác giả Hải Anh. Tôi phóng viên Hải An, hiện nay thì tôi đang có mặt ở tại thành phố Nam Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Và hiện nay tôi đang đứng ở trên cây cầu bắc qua dòng sông Áp Lục nối giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Hải Anh, phóng viên báo Dinh.vn là phượt thủ được nhiều người biết đến với biệt danh Quỷ Cốc Tử. Trong 15 năm, anh đã đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng và lần này anh đến với Triều Tiên. Sau đây là bài viết của Hải Anh được đăng trên Dinh.vn. 21 giờ ngày 21 tháng 9, tôi đã trải qua 7 giờ chờ đợi đằng đẵng ở sân bay Quảng Châu. Màn hình TV ở phòng chờ không ngừng chiếu những hình ảnh xung quanh cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Vài ngày trước, Tổng thống Trump đã gọi người lãnh đạo Triều Tiên là gã tên lửa và đe dọa sử dụng biện pháp hạt nhân. Đáp lại, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ám chỉ một cuộc tấn công hạt nhân với hậu quả tàn khốc. Thông tin càng nóng, tôi càng háo hức đến Triều Tiên thật nhanh. Trong thế giới hơn 6 tỷ người này, chỉ có một số người ít ỏi có cơ hội in dấu chân tại đây. Thật may, tôi là một trong số đó. Thông tin du lịch Triều Tiên gần như là zero. 3 tháng trước, tôi ngồi trong phòng máy lạnh ở Sài Gòn nhưng đổ mồ hôi với những thông tin về du lịch Triều Tiên. Chẳng có gì nhiều ngoài một vài bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia quốc tế. Họ luôn cho biết chỉ chụp những thứ được phép, một số bức ảnh bị xóa lúc xuất cảnh. Ngược lại, điều dễ dàng thấy nhất khi tìm kiếm từ khóa Triều Tiên trên Internet là những cuộc khủng hoảng ngoại giao hay các cuộc thử tên lửa. Tôi cứ có cảm giác như cả thế giới hướng mắt về đất nước này, nhưng cuối cùng họ chẳng có gì cả. Tôi cũng vậy. Trong nỗ lực tìm kiếm, tôi liên lạc với một phóng viên người Singapore, Aram Pan, là một phóng viên ảnh, người sáng lập ra dự án DPRK360, nhằm đưa những hình ảnh từ bên trong Triều Tiên ra thế giới. Aram đã cho tôi một số lời khuyên về những nơi cần đến, cách thức đi và trên hết là đi như thế nào để an toàn. Một phượt thủ, người cũng từng đến Triều Tiên hỗ trợ tôi lên lịch trình cho chuyến đi. Rắc rối tiếp theo của tôi là chi phí cho chuyến đi khá cao, thậm chí đắt đỏ hơn cả đi châu Âu. Nếu đi 3-4 ngày, chi phí khoảng 45 triệu một người và trải nghiệm một cách gấp rút. Còn nếu đặt tour 7 ngày 6 đêm thì phải chi ít nhất 55 triệu, chưa tính chi phí từ Việt Nam đến biên giới Triều Tiên. Đây thật sự là trở ngại lớn khiến nhiều du khách phải đắn đo. Tour đi Triều Tiên có nhiều hình thức cho du khách chọn như khám phá Bình Nhưỡng, DMZ, Bàn Môn Điếm, Khai Thành, Nam Po, núi Cung Gang. Các điểm đến này khác nhau ở chỗ thời gian dài hay ngắn và có thêm những điểm phụ trong lịch trình hay không. Trung Quốc, cửa ngõ duy nhất vào Triều Tiên. Để đến được Triều Tiên, con đường duy nhất là đi qua biên giới Trung Quốc. Theo quy định của chính phủ Triều Tiên, tất cả khách du lịch bắt buộc phải mua tour nếu muốn tham quan đất nước này. Triều Tiên nói không với du lịch tự do. Cách dễ dàng nhất là thông qua các công ty du lịch của Trung Quốc. Sau rất nhiều đắn đo, tôi quyết định chọn một công ty có văn phòng đặt tại thành phố biên giới Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Công ty này được quản lý bởi cảnh sát Đan Đông nên cũng khá yên tâm. Nhưng khó khăn tiếp tục tới ngay thông tin đầu tiên họ cung cấp. Theo quy định hiện nay, Trung Quốc chỉ cấp thị thực xuất cảnh một lần. Nếu muốn quay về Việt Nam, khi vào Triều Tiên, tôi phải nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bình Nhưỡng, từ đó xin visa một lần nữa mới có thể nhập cảnh và bay về Việt Nam. Nếu xui xẻo, không xin được visa,
tôi sẽ bị mắc kẹt lại Triều Tiên. Lúc đó, tôi sẽ chọn giải pháp bay thẳng từ Bình Nhưỡng, nối chuyến ở Bắc Kinh, rồi mới về Việt Nam. Tuy không vướng thủ tục nhập cảnh, nhưng chi phí vé máy bay đội lên rất cao. Chạm đến Triều Tiên. Hành trình của tôi bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 21 tháng 9, tôi để lại ống tele vì nghe nói thiết bị này bị cấm ở Triều Tiên. Thay vào đó, ba lô của tôi lèn đầy mì gói. Biết đâu đồ ăn cũng kỳ lạ như những thông tin về đất nước này, tôi nghĩ. 21 giờ tối, sau 7 giờ chờ đợi ở sân bay Quảng Châu, loa thông báo máy bay đến muộn 2 giờ. Tôi cảm giác như sự kiên nhẫn của mình đang đến giới hạn thử thách. Nếu muộn hơn, có thể tôi sẽ lỡ chuyến tàu từ Thẩm Dương và kéo theo đó là hàng loạt trục trặc khác. Đến Triều Tiên có lẽ là điều tôi thật sự không muốn bỏ lỡ trong đời. Vào những thời khắc đầu tiên của ngày thứ hai, máy bay cuối cùng đã hạ cánh xuống Thẩm Dương. Tốn 120 tệ, khoảng 400.000 đồng, taxi đưa tôi đến ga Thẩm Dương, chờ chuyến tàu lúc 5 giờ 30 sáng. Thành phố Đan Đông cách đó 1 giờ đồng hồ nhờ chuyến tàu có cao tốc. Chạy đến 300 km/h. Chiều đó, công ty du lịch Trung Quốc thu tiền tour để chuyển cho phía Triều Tiên và làm thủ tục xin visa. Giấy tờ gồm hộ chiếu, hai ảnh 4x6. Mọi việc thuận lợi, nộp hồ sơ 15 giờ, 7 giờ sáng hôm sau đã có visa. Đó là một tờ giấy rời thay vì dán vào hộ chiếu như các nước khác. Khi du khách nhập cảnh, quân đội sẽ kiểm tra và thu lại lúc xuất cảnh. Không có bất cứ con dấu nào được đóng vào quyển hộ chiếu. Trước giờ phút lên tàu liên vận quốc tế, tôi kiểm tra lại một lần và quyết định xóa sạch hình ảnh, gỡ tất cả những ứng dụng liên lạc bên trong máy điện thoại. Những người đã đi Triều Tiên, công ty du lịch và một vài người bạn đồng hành đều cảnh báo tôi rất kỹ trước chuyến đi. Điện thoại không được lưu các hình ảnh liên quan đến Thiên Chúa Giáo, Hàn Quốc, Mỹ, không được lưu hình ảnh mát mẻ, ảnh có tính chính trị và không có nội dung ca ngợi hay tuyên truyền về bất cứ quốc gia nào. Triều Tiên đã ở rất gần. Vị giám đốc dặn đi dặn lại, không được tự ý làm bất cứ điều gì ở Triều Tiên. Những câu chuyện du khách phương Tây bị giữ lại, tôi đã đọc khá nhiều. Nhưng vị giám đốc kể, có một du khách Trung Quốc tự ý ra ngoài đường vào ban đêm cùng với camera quay lén. Sau đó người này không thấy quay về nữa. Câu chuyện cũng khiến tôi nổi gai ốc và lo lắng. Buồng tôi ngồi có 6 giường, 2 giường của chúng tôi và 4 giường còn lại của người Trung Quốc. Do bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi không thể trò chuyện được, chỉ gật đầu chào nhau. Bỗng một bác người Trung Quốc hát bài Giải phóng miền Nam bằng tiếng Việt khiến tôi sửng sốt và vỗ tay theo. Chúng tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Bác còn viết cho tôi một vài dòng lưu niệm. Tên bác là Trương Ngô Minh, người Đông Lăng, tỉnh Sơn Đông. Tàu rời ga chừng 3 phút đã đến cầu trên sông Áp Lục. Đi qua cây cầu này là Triều Tiên. Qua ô cửa, tôi nhìn thấy cây cầu gãy bị máy bay ném bom F-80 Mỹ đánh sập trong chiến tranh 1951 nhằm cắt đứt nguồn tiếp viện của Trung Quốc và Triều Tiên. Bốn nhịp phía bên Trung Quốc rực rỡ cờ. Nhiều du khách đứng trên tàu còn vẫy tay chào đoàn tàu. Phía Triều Tiên chỉ có những mố cầu han dỉ. Tiếng rít của tàu trên đường ray báo hiệu thành phố Đan Đông náo nhiệt đã ở lại phía sau. Triều Tiên đang vào mùa gặt, những đồng lúa kéo dài hàng trăm km từ biên giới dọc đến tận thủ đô Bình Nhưỡng. Hầu hết người dân gặt bằng tay, dùng xe đạp, máy cày đời cũ để chở lúa về. Những ngôi làng nhỏ, những khu phố nhỏ lướt qua khung cửa, người lớn trẻ em xếp hàng vẫy chào khi đoàn tàu chạy qua. Triều Tiên ngoài cửa sổ không phải là những tòa nhà cao chất ngất, những đại lộ thanh thang, mà thay vào đó những ngôi làng nhỏ, mái thấp với vài chục hộ dân theo từng cụm,
hàng chục người nhễ nhại mồ hôi làm đường thủ công bằng cuốc xẻng, xà beng. Trên tàu có cả người Triều Tiên. Cách nhận biết họ dễ dàng nhất là chiếc huy hiệu có đeo hình hai vị lãnh tụ Triều Tiên. Họ thường im lặng, không giao lưu trò chuyện với bất kỳ ai. Tôi nhìn thấy sự dè chừng trong mắt họ. Tàu đến gần ga Bình Nhưỡng, những tòa nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện. Tuy cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ. Đường phố cũng hiện dần ngoài ô cửa. Rất ít phương tiện di chuyển. Có xe điện, xe bus, nhưng phần lớn là xe đạp và đi bộ. Mọi người rất vội vã và im lặng. Tôi thức dậy cùng âm thanh của bài hát ca ngợi lãnh tụ Kim Nhật Thành. Đó là buổi sáng đầu tiên của tôi ở Bình Nhưỡng. Từ phòng ngủ ở tầng 33 của khách sạn, nhìn xuyên qua những lớp mây mù, tôi chỉ thấy những chấm li ti đang di chuyển trên mặt đất. Múa hát theo các bài hát ca ngợi lãnh tụ là điều có thể thấy ở bất cứ đâu trên đất nước Triều Tiên. Khi đó, khuôn mặt họ giống nhau đến kỳ lạ, duy nhất một niềm ngưỡng mộ chân thành. 7 ngày ở Triều Tiên, tôi đã chụp hàng nghìn tấm ảnh, phần lớn trong số đó giống như những chấm nhỏ tôi nhìn thấy từ tầng 33 của khách sạn trong buổi sáng đầu tiên. Tôi cũng đã lướt qua hàng nghìn người Triều Tiên, nhưng cuối cùng, khi đất nước kỳ lạ này đã ở lại phía sau, tôi chỉ còn lại những bức ảnh không rõ mặt người. Tôi thích thức dậy sáng sớm và dành ít phút để viết trên giấy góp ý của khách sạn. Hôm đó, nhật ký của tôi bắt đầu bằng cảm giác về sự đối nghịch. Kể cả Yangado, Kodio, khách sạn tôi ở trong những ngày ở Bình Nhưỡng cũng có cái vẻ xa hoa, lạc giữa cuộc sống giản đơn mà tôi thấy. Đất nước này khiến tôi cảm giác nghẹt thở vì luôn phải lo lắng. Có lúc như ngừng thở. Cảm giác đó ập vào tôi ngay khi đoàn tàu vừa chạm đến đất Triều Tiên. Nhà ga Triều Tiên cũ, sạch sẽ. Ở đó họ kiểm tra hộ chiếu rất thủ công. Mỗi toa tàu có 7 người. Họ đi từ hai đầu, thu từng quyển hộ chiếu trong yên lặng. Còn chúng tôi như ngừng thở. Ngoài hộ chiếu, họ kiểm tra rất kỹ mọi ngóc ngách trên tàu, leo lên giường tầng, chui xuống cả gầm giường, đảm bảo không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Trong cuộc đời mình, tôi đã đi qua những cửa khẩu có cảnh sát cầm súng đứng hàng dài như dải Gaza, Israel hay Palestine. Nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác bị soi như thế. Họ yêu cầu tôi mở từng gói hành lý, từng chiếc máy ảnh, ống kính tele trên 200mm, thiết bị GPS sẽ bị tịch thu ngay lập tức và trả lại khi làm thủ tục xuất cảnh. Nhưng sự căng thẳng của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Một tờ rơi chương trình du lịch Đan Đông bằng tiếng Trung Quốc rơi ra từ hành lý của người bạn đi cùng. Người sĩ quan kiểm tra thay đổi thái độ, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Ngay lập tức, tờ rơi bị tịch thu. Chúng tôi phải mở hành lý để kiểm tra một lần nữa, lật từng túi nhỏ, xới tung cả quần áo. Hai người chúng tôi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm chuẩn bị những rắc rối có thể xảy đến. May mắn là sau khoảng 30 phút, người sĩ quan chỉ huy quay lại, trả tờ rơi. Vẻ mặt ông ta có vẻ giãn ra đuôi chút. Không camera, không bất cứ máy móc dò tìm, nhưng chẳng gì có thể qua mắt được họ. Vì thế, tôi luôn phải tìm cách thủ tiêu ngay lập tức những trang nhật ký của mình. Chỉ một nghi ngờ nhỏ, họ có thể dành cả giờ đồng hồ để kiểm tra, và nếu bị phát hiện, đó có thể là một rắc rối lớn. Như thể ngày mai là chiến tranh. Triều Tiên mang không khí của thời chiến, như thể chiến tranh sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện với những người dân thường về nguy cơ chiến tranh trên đất nước họ. Ở ngoài biên giới, bản tin hàng ngày vẫn phát đi phát lại cuộc đấu khẩu giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả hai đều nói về một cuộc chiến hạt nhân hủy diệt. Bình Nhưỡng được bảo vệ như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Mọi hướng đi ra khỏi thủ đô đều có các trạm kiểm tra an ninh lớn, có lính vũ trang bồng súng đứng gác. Giờ giới nghiêm là 18 giờ tối, khi đó ngay cả người Triều Tiên cũng không được phép vào thủ đô. Người dân Bình Nhưỡng đi ra ngoại ô về muộn, buộc phải trình giấy tờ chứng minh đang sinh sống trong thành phố mới được vào. Người Triều Tiên có lẽ đã được đặt trong tâm thế sẵn sàng cho chiến tranh. Bàn Môn Điếm. Vùng biên giới Bàn Môn Điếm, DMZ, còn khó khăn hơn, đặt chân vào đó như đi vào vùng chiến sự. Trước khi đi, hướng dẫn viên dặn rất kỹ, phải cẩn thận mọi thứ, tuyệt đối không được chụp ảnh. Chốt an ninh nhiều hơn, kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Quãng đường 180 km nhưng tới 3 chốt lớn và hàng chục chốt nhỏ. Ở các chốt lớn đều có camera ghi hình. Điểm dừng cho du khách cách xa khu dân cư, việc tiếp xúc với người dân hoàn toàn bị cấm. Bàn Môn Điếm, vùng đất cuối cùng của thời kỳ chiến tranh lạnh, còn tồn tại, được mệnh danh là khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Ở đó, những người lính ôm súng đứng gác như tượng và những cánh cổng lạnh lùng. Khách du lịch cũng xếp thành hai hàng, lần lượt bước vào trong im lặng. Thật khó tưởng tượng cái không khí yên tĩnh này lại ẩn chứa nguy cơ chiến tranh, nước mắt của người dân hai miền Triều Tiên trong hơn nửa thế kỷ qua. Khi biết tôi và người bạn đi cùng là người Việt Nam, người lính đi theo tỏ vẻ cởi mở hơn. Kang Myung Seon hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về chiến tranh Việt Nam, về Hiệp định Geneva, hỏi về những nơi lưu giữ các chiến tích chiến tranh ở Việt Nam. Dường như Kang có sự liên hệ về một giai đoạn lịch sử ở Việt Nam. Tôi nói, ở Việt Nam có bảo tàng chứng tích chiến tranh, có di tích cầu Hiền Lương ở vĩ tuyến 17. Đó là dịp hiếm hoi người lính này chụp ảnh với khách du lịch. Trước giờ tôi không chụp ảnh với khách, nhưng tôi rất quý người Việt Nam. Càng nói và vui vẻ chụp ảnh cùng, anh còn viết tên mình lên bức ảnh chụp chung để làm kỷ niệm. Bức ảnh đó được chụp tại tòa nhà nơi ký hiệp định đình chiến giữa Mỹ và Triều Tiên. Đó cũng là nơi duy nhất du khách được chụp ảnh khi đến thăm DMZ. Những khoảnh khắc ấn tượng mãi ở lại Triều Tiên. Tôi đã không thể hình dung được việc chụp ảnh bị kiểm soát gắt gao như thế cho đến khi đến Triều Tiên. Với một người mê nhiếp ảnh như tôi, việc thích nghi với sự ngột ngạt này quả thật khó khăn. Tôi thỏa thuận với Kim, cô hướng dẫn viên xinh đẹp của đoàn. Tôi được phép chụp ảnh, nhưng lúc nào chụp xong, tôi sẽ đưa máy cho Kim kiểm tra. Vì thế, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, Kim lại yêu cầu tôi đưa máy cho cô. Kim đã xóa hàng trăm bức ảnh trong suốt 7 ngày chúng tôi đi cùng nhau. Tất cả những bức ảnh rõ mặt người nhất sẽ bị xóa đầu tiên. Kim không quan tâm chúng đẹp hay xấu. Trên đường từ Bàn Môn Điếm trở về thành phố Khai Thành, cố đô của đất Cao Ly, Kim đã xóa hầu hết hình ảnh tôi chụp dọc đường. Quá tiếc, tôi tỏ thái độ bực dọc và mọi giao tiếp đóng băng suốt chặng đường còn lại. Kim giả vờ ngủ, nhưng tôi biết ánh mắt của cô không bỏ qua bất cứ một hành động nào của tôi. Nếu cứ làm theo hướng dẫn, tôi sợ chẳng còn bức ảnh nào. Vì thế, thỉnh thoảng giữa các trạm dừng chân, tôi xin đi toilet. Ở trong đó, tôi tận dụng từng giây để copy hình từ máy ảnh ra một thư mục bí mật trong điện thoại. Khi xong việc mở cửa đi ra, tôi ngỡ ngàng nhận ra Kim đã đứng ở đó từ lúc nào, ánh mắt đầy hồ nghi. Kim không nghe thấy tiếng dội nước trong toilet, vì thế lần sau cô quản thúc tôi chặt hơn. Kim đặt cho tôi biệt danh là người quay phim và người bắn súng. Cô nói, anh chỉ biết chụp ảnh, chứ chẳng ga lăng với con gái tí nào. Tôi đành cười trừ, biết làm sao được. Đây có thể là cơ hội chụp ảnh Triều Tiên duy nhất trong đời tôi. Dù vậy, có rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng mãi mãi ở lại Triều Tiên.
You can speak Vietnamese. Say hello to Vietnam. Xin chào. Bạn ơi, bạn tên gì? Tôi phóng viên Hải An, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2017 và hiện thì tôi đang có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Trong lúc tình hình thế giới đang căng thẳng vì Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thì chúng ta hãy tìm hiểu xem đời sống người dân tại thủ đô Bình Nhưỡng như thế nào. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.